Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom QA số thứ 17 và lần này chúng ta lại đến với 7 câu hỏi vào thứ 7 hàng tuần. Vâng, đúng rồi. Và vào 7:30 tối. 7:30 tối. Đúng rồi. Nhưng không phải là chạy, một phát mấy trăm mấy chục câu hỏi trong mấy video liền trong một ngày đâu. Ừ. Và bây giờ sẽ là đấy, cứ mỗi tuần một lần, cứ mỗi thứ 7 để anh em gọi là biết mà gọi là giải đáp những hoài nghi của anh em ấy. Thì bắt đầu câu hỏi đầu tiên đi. Đầu tiên là của bạn trái dâu. Tức là bạn thấy mùa đông Hà Nội hơi lạnh nên bạn đang hỏi bây giờ mua con 4080 bản nào để sưởi ấm tốt. Bạn đã phân vân giữa OC với cả không OC. Thế thì nhưng mà hai con này thì hiệu năng chênh lệch như nào anh? Nó tầm 3% thôi, lần trước là tầm 3%. 3%. Thế còn tiền là sao ấy? 2 triệu. 2 triệu. Thế thì 50 triệu. Nhưng mà vài triệu là thành lớn quá. Nhưng mà thực ra là bây giờ 3% ấy thì các bạn tính từ 100 các bạn lên 103. Từ 100 các bạn lên, đúng rồi. 50 thì các bạn lên được 52, 51. Ừ, đúng rồi. Thì không đáng đúng không? Mình cảm thấy không đáng. Đúng rồi. Đấy, thế nên là nếu mà các bạn có mua được thì các bạn nên mua bản không OC các bạn nhá. Nhưng mà thật sự là ở Việt Nam từ trước đến giờ thì Asus chưa bao giờ bán con bản cao cấp sửa chích mà không OC cả. Vậy. Rồi. Họ chỉ bán OC thôi, tại vì OC giá cao hơn vài triệu. Cái mà GPU thì thực ra là nó thì con nào cũng OC được từng đấy mà. Vâng, đúng rồi, con nào mình tự tay OC cũng được mà. Cái thế nhờ, nhà sưu đấy là sưu. Lúc nào thế họ sẽ không bao giờ bán bản không OC. Ô, nhưng mà bản túp, túp có bản. Túp thì có bản không OC, nhưng mà túp nó lại thấp hơn hẳn sửa chích rồi. Sửa chích thì nó lại... Bản chích sửa chích cơ. Đấy các bạn nhá, tức là bạn nên mua bản không OC nhưng mà không có bản không OC cho bạn mà mua đâu đấy. Nhưng mà theo ý kiến của mình nhá, bây giờ với mức giá khoảng 52 triệu cho 4080 ấy thì các bạn thêm vài triệu lên 1090 có vẻ là hay hơn. Đúng rồi, cũng quả đấy là OC gấp đôi đấy. Đấy OC mạnh dữ rồi đấy. Thêm vài triệu để mua 4090 thay vì mua 1080 thì cả OC sửa chích đi nữa. Mà có OC đến Super OC Overclock Over 9000 cũng không thể bằng 1090 được. Đúng rồi, CUDA core của 1090 cao hơn hẳn cơ mà. Đấy là ý tưởng của mình thôi nhá, bạn có thể thêm một chút. Đúng rồi. Và thứ hai các bạn Vidan Vincent, hoặc bạn trên livestream thấy bạn này khá là nhiều. Đây, bạn ấy bảo là tại sao không có i3 13 với cả i5 13. Nó không phải là không có, mà nó chưa ra anh nhỉ, chưa ra. Thì Hoàng có thể giải thích các bạn tại sao lại chưa ra như các line up thế hệ nào chưa đấy. Thì đây nhá, line up thế hệ đúng không, kể cả cạc màn hình lẫn cả CPU nhá. Thì thường họ sẽ gọi là muốn ăn được những nhiều đối tượng khách hàng đầu tiên ấy. Thì là họ sẽ ra hàng high end trước, bao gồm những con như là i9 này, hoặc là 4090 này trước này, rồi i7, rồi i5. Xong dần dần, đến sau một thời gian dài sau, thì khi nào mà kiểu cái sức mạnh của cái dòng đấy đã được chứng thực rồi, thì họ bắt đầu ra dòng thấp hơn một chút. Ví dụ như là 13.400 này, 13.100 để cho các bạn. Nhưng mà theo như em biết thì 13.400 với cả 13.100 thì nó cũng không phải quá là cao cấp như là không kiểu bay hẳn lên như là kiểu i9 hay i5. Là rename của 12. Như kiểu là rename của 12 vậy, và tăng thêm một chút sủng thôi, chứ không hẳn là cấu trúc mới xịn sò lắm. Cái đấy nhưng mà cái thì vẫn phải đợi thông tin hẳn ra, tại vì đấy chỉ là rumor thôi, một cái gọi là lời đồn thôi nhá anh em nhá. Nói chung ý thì Intel nào cũng thế, họ sẽ dành cho con CPU mới nhất và thành cho các bạn đắt tiền nhất họ mới ra thôi. Còn đúng, rẻ tiền thì cứ từ từ ngồi từ đợi từ. Đi. Chắc khoảng tầm tháng mấy năm sau nhỉ? Năm sau rồi đấy. Năm sau tầm quý 1 năm sau thôi. Đấy, cứ gọi là quý 1 đi. Chắc là thế thôi. Rồi sẽ có bên B760 này và lúc đấy sẽ có H710 nữa. Thế để cho anh em dùng. Nhưng mà B660 bây giờ dùng đã khá ổn rồi. Anh em xem cái video của chúng mình ấy. Ok. Là LOL Highlight Funny. Highlight Funny. Ok bạn, bạn nó bảo là so sánh giữa giá thành với hiệu năng của 2060 Super với cả 2060. Thì hiệu năng em thấy là nó cũng chênh lệch khoảng tầm 10-12%. Nói chung là Super là hơn rồi. Super là hơn, nó là dễ hơn. Đấy, chứ không phải là kiểu lệch 1-2% gì cả. Đúng rồi. Thế thì OC là đơn giản là được rồi. Nhưng mà thực sự anh có thấy dạo này có ai bán Super không? Super bị mất tích rồi. Em thấy gọi là mất tích luôn, không thấy luôn. Super bây giờ chỉ còn Châu đúng rồi, Châu về vườn thôi. Mà Châu về vườn còn ít ấy, em thấy còn ít ấy. Cái đợt trước mình còn bán 1-2 con Super, nhưng bây giờ bày hết mẫu rồi, chả còn. Bây giờ chỉ còn 2060 thường, đúng, còn 2060 là thường. Hẳn 3060. Đúng, 3060. Thì nói chung là bạn mua 2060 thường thôi. Giá tiền này bây giờ chúng mình không so sánh được tại vì không có. Không có hiệu năng thì chính là khoảng tầm 10-12%. Còn nếu mà đấy, nói chung là nếu mà đúng rồi, nếu mà bạn mua được con 2060 Super với bằng giá của 2060 thì mua. Hoặc là thấp hơn 10% so với giá tiền thì là mua bạn nhá. Đấy. Còn bên 2060 Super chỉ có Châu hoàn lương thôi. Châu hoàn lương thì tùy tâm các bạn, mình không khuyên các bạn mua mà cũng không khuyên các bạn không mua. Rồi, bạn làm Super Idol câu hỏi thứ tư. Hỏi về Huy bản quyền à? Cái này là vấn đề khá là nhạy cảm đấy. Nhiều anh em hỏi về Huy bản quyền đến Hacom thì mua máy xong sao không có Win? Không có Win, đúng rồi.
thì anh đạt gọi là kinh nghiệm của anh đạt để giải thích cho các bạn trẻ. Thì cái Windows ấy thì các bạn biết là nó sẽ không miễn phí đâu, như là anh em ví dụ ở Việt Nam thực sự anh em quen dùng crack chùa quen rồi quen dùng trial với crack nhiều ấy. Thì GD3Q cái gì cái CDK Windows XP cái trước anh em còn dùng lậu nhiều lắm. Nhưng mà anh em đấy mà bật yêu đầu là phải mua máy là phải có Windows. Đà. Nhưng thực ra mua máy là các bạn sẽ không có một cái gì cả. Đúng rồi. Hệ điều hành các bạn sẽ phải mua. Và giá Windows hiện tại khoảng tầm từ 2 triệu, 3 triệu cho một bảng Windows bản quyền. Là bản quyền chúng mình chỉ bán bản quyền thôi. Tùy các bảng khác nhau, home cái kiểu đấy. Và chúng mình sẽ chỉ bán Windows bản quyền, chúng mình không cài WinCrack và cũng sẽ không cài bản trial. Tại vì sao? Thứ nhất, nếu chúng mình cài WinCrack, chúng mình vi phạm hợp tác với Microsoft và chúng mình đang bán các bản quyền của bản quyền Windows với Office, nên là chúng mình không thể phép làm thế. Mà thế là tiếp tay không lậu là không được. Thế lậu đúng rồi. Vậy có rất nhiều anh em comment từ trước đến giờ mình đọc ấy, nhiều anh em comment lắm là sao không cài trial. Các bạn sẽ được phép cài trial nếu các bạn là người dùng cá nhân tự dùng. Còn có một cái bảng là trước khi bạn cài Win ấy là bản user agreement, thì tiếng Việt nó là cái gì nhỉ? Bản hợp đồng người dùng, thỏa thuận người dùng. Dạ, thỏa thuận người dùng. Bạn đọc hết tất cả đấy thì có một cái dòng nhỏ nhỏ của nó là không được phép dùng bản trial cho một cái thương mại. Đúng rồi, tức là chúng một công ty to như chúng mình không được phép cài kể cả cho khách và cả cho chính bản thân chúng mình luôn. Đấy. Cho những cái máy của công ty này chúng mình phải dùng bản quyền hết. Đấy. Cho nên là các bạn tự biết rồi đấy. Chúng mình không được cài trial, không được cài crack, chúng mình chỉ cài nguyên bản quyền thôi. Hoặc là các bạn có thể mang về nhà các bạn làm gì đấy thì tùy các bạn. Đấy. Ở Hacom chúng mình không cài nguyên crack. Đấy nha các bạn nha. Ok. Tiếp theo là câu hỏi thứ 5 của bạn Thanh Pham. Rồi. Bạn bảo là dùng H0 hết bảo hành. Nhưng chơi game nặng có tiếng coi quay. Ui, coi quay. H0 có coi quay á? Coi quay thì hơi ảo nhỉ. Đấy có đến một tầm mấy con cao cao một tí rồi mới có coi quay. Em nghĩ tầm cao cao có coi quay nhưng 2.0 đã có coi quay hơi ảo. Chứng tỏ là con này bị bút điện quá nhiều. Chứ kiểu con RG Asus này bút điện quá nhiều. Bút điện. Ví dụ như chẳng hạn như là bình thường là 1 phải bao nhiêu 1V gì đấy nhưng mà con này là 1.1, 1.2 cơ. Thế thì kinh nghiệm nó xử lý coi quay không? Coi quay thì theo như em biết thì có một cách duy nhất là giảm điện thôi, tức là undervolt. Cái này thì anh em phải tự tìm hiểu cách trên mạng để xem là như nào với từng đời cả của anh em. Đấy. Thì, tức là kiểu giảm mức điện xuống trong cùng một mức xung ấy, nó sẽ bớt tiếng coi quay lên một chút chứ không phải là kiểu hắt hết hẳn đâu nhá. Và giảm điện thì tùy con cạc, mỗi con cạc có mức giảm khác nhau. Rồi, anh em không thể nào lên thông số trên mạng áp vào được. Đúng rồi, không mỗi con cạc tại vì nó cứ mỗi cái đai, cứ mỗi cái con cạc nó sẽ có một cái chip với gọi là khác nhau đúng rồi, cái độ lệch nó vài phần trăm thôi. Nhưng nó vẫn tạo nên một cái câu chuyện khác biệt đấy. Đấy, nên là các bạn là hãy thử và tìm một cái điểm để thích hợp để nó giảm một điện của nó. Đúng. Còn coi qua hay thì thực sự là đến mấy con 4.0 kêu to lắm. Cái đợt 30. Đợt anh em mình lắp bây giờ. Ui cái hôm cái đợt mà anh điện test con 30.0 nhá. Nó em cái máy ở đây, em đứng ở đây em vẫn nhìn thấy, em vẫn nghe thấy. Oè cái không bao giờ chúng ta có cái sai lầm như ngày trước. Khó đấy. Rồi, tiếp theo là bạn ạ. Thành Hữu. Bạn hỏi về laptop có dùng DisplayPort và HDMI. HDMI tức là bạn đang muốn khác biệt giữa DisplayPort sang HDMI hay HDMI sang DisplayPort. Câu này đó nó cũng hơi lằng nhằng nhỉ. Thì em thấy là theo như nhiều tức là nhiều các nghiên cứu, nhiều những cái kiểu người ta nghiên cứu về kiểu các pin ấy, để tại vì là dây là nó là nối các pin với nhau mà, nối lại di chuyển các loại pin thôi. Thì HDMI và DisplayPort dùng về cơ bản ấy thì chẳng vấn đề gì cả. Tức là dùng dây nào cũng được. Nhưng mà DisplayPort lại có mấy tính năng hay cơ anh ạ. Thế cho nên là anh em sẽ không tận dụng được cái đấy. Và đặc biệt ví dụ như là anh em dùng cái kiểu như là double up hay double link gì đấy, tức là một cái đầu DisplayPort có thể ra được hai màn hình ấy, thì coi như là nếu mà anh em muốn sử dụng như thế không có đâu. Và ngoài ra thì nói chung DisplayPort HDMI và kể cả DVI đều chung được cổng digital nên anh em có thể chuyển qua nhau rất là chuyển dễ dàng. Đúng rồi. Có trừ VGA là analog. VGA nó sẽ hơi khó khăn một chút, tôi chuyển nó sẽ to hơn một tí. Analog còn DVI, HDMI, DisplayPort đều digital hết, và chung digital thì chuyển qua rất dễ. Có lý do tại sao mà có dây DVI sang HDMI chứ không có một dây VGA sang HDMI mà nó phải là một cụm chuyển đổi mà anh em nhìn thấy quá quen được ấy. Cái đấy anh em nào mà làm thuyết trình ở trên lớp máy chiếu, là máy chiếu nhiều thì phải cầm quen được. Quá quen được đó. Rồi. Bạn Tinh Hoang Cong. Tinh Hoang. Ok bạn ạ. i7 chắc là ý bạn là 8700K. 8700K rồi. Chứ sao lại 800K, 800K rồi, này. Rồi. Bạn hỏi bây giờ
tức là nó khó nhỉ? Không phải khó ấy. Tại vì mình chỉ nghe được bạn đã nói, mà thứ nhất là bạn bảo là FPS thấp nhưng mà mình không biết thấp bao nhiêu. Bạn bảo là 200 là thấp thì mình cũng chịu. Thấp đấy. Ở đâu? Thấp ở chỗ nào? Thấp lúc combat hay thấp lúc vào trận hay thấp gì? Thế thứ hai nữa là tại vì game nó cũ mà thì làm sao mà nó load được 100% cả CPU lẫn cả card đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thế thì chắc là chỉ có đem đến Hacom chứ nhỉ? Đúng rồi, các bạn có thể mang đến một trong 22 cơ sở Hacom của chúng mình có nhiều lắm, trên website đầy đủ luôn. Đầy đủ. Các bạn có thể mang đến chúng mình kiểm tra xem mà lỗi ở đâu. Tại vì thực sự lỗi này nó rất là mơ hồ và chúng mình thực ra phải cầm cái máy thôi. Đúng rồi. Tại vì nó chỉ bạn lấy ý bạn bảo đây là chỉ có mỗi mình lờ lờ thôi, không PUBG không làm sao cả, mà bạn còn cài cả Win rồi. Hay đâu về lâu lờ Vinagame mới mua ra lỗi. Ra lỗi rồi. Đấy, thế nhá. Khó quá. Còn rồi. Cuối cùng là của bạn Nguyễn Hải. À, bạn đang comment trên cái hướng dẫn gọi là cài Z53, Z63, Z73 đây. Thì LCD mà không chỉnh được. Thì không, bạn còn không có một cái mục cơ anh ạ. Thế nên là bạn chưa cắm dây. Em nghĩ chưa cắm dây đúng không? Tại vì chưa cắm dây thì nó mới như thế đúng không? Đấy, đúng rồi. Nó vẫn có nguồn. Nó vẫn chắc là bạn cắm SATA rồi. Chắc chắn là bạn cắm SATA rồi thì máy mới chạy được. Chứ không thì nó nóng kinh khủng khiếp luôn. Thế quạt vẫn chạy được. Nhưng mà có vẻ như là bạn chưa cắm dây USB 2.0. Đấy, tại vì cái đấy là cái thứ kết nối với cả cái phần mềm dựng JTK này. Đấy, bạn kiểm tra lại đầy đủ các dây nhé. Cắm hết các dây, có dây nào cắm hết. Đúng rồi, có dây nào cắm hết cho mình nhá. Cả dây nhận đầu tín hiệu quạt CPU này, nhận đầu tín hiệu còn cái gì? À, RGB nữa. RGB nữa. Không được. Có nhỉ? Cái Z30 chỉ có một đầu SATA, một đầu dây tín hiệu tốc bơm. Tốc vâng. Với cả một đầu sang USB thôi. USB là LED luôn đấy. USB là LED. Cúp điện luôn. Okay. Đấy, 3 dây. 3 dây. Đấy. Nhớ nhá. Nhớ đấy. Ok nhá. Còn bây giờ thì cũng đã hết 7 câu hỏi ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần sau vào 7:30 PR số 17+1. Ok nhá. Chào.